Thưa quý vị, Nobel Văn học năm 2024 đã được trao cho tác giả Hàn Quốc Han Kang. Sự kiện này đã gieo hy vọng cho những nước mà nền văn học vẫn còn ở vùng trũng, ít được thế giới biết đến. Nhiều người muốn tìm lời giải cho câu hỏi, vậy làm thế nào để văn học Việt Nam có thể đi tới giải thưởng danh giá này? Nhà văn Han Kang sinh năm 1970 tại Gwangju, tỉnh Jeollanam, trong một gia đình có cha và anh theo đuổi con đường văn chương. Nobel Văn chương 2024 đã trao cho các sáng tác văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt của Han Kang, cũng như tinh thần đối mặt với những chấn thương lịch sử, phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người bà. Han Kang đã miêu tả được những cái vấn đề của cả một thế hệ. Đó là những cái tổn thương tâm lý từ di chứng của chiến tranh, từ di chứng của bạo lực gia đình, những cái vấn đề như là gia trưởng, rồi hôn nhân không có tình yêu, rồi cái sự khao khát để thoát khỏi những cái trói buộc, những cái bó buộc của những cái tập tục, của những cái định kiến trong xã hội, hay là những cái khát khao mãnh liệt có được cái sự tự do trong cái sáng tạo nghệ thuật của con người. Đấy là một giải thưởng rất xúc động, và chắc chắn sự lựa chọn của Ủy ban Nobel của Việt Nam Thụy Điển là một lựa chọn chính xác, luôn luôn đâu như thế. Và chính cái điều đó nó tạo cảm hứng cho rất nhiều các nhà văn ở các nước nhỏ bé, ở các nước mà có một nền văn học không thực sự lớn, mà không phải thế giới đều quan tâm lâu nay, như Việt Nam hay như một số nước khác. Chiến thắng của Han Kang không chỉ khích lệ những nền văn học bị khuất lấp trên văn đàn thế giới như Việt Nam, mà quan trọng hơn còn để lại cho chúng ta bài học về quảng bá, phát triển văn học nói riêng và văn hóa nói chung ra thế giới. Nó không phải là sự nỗ lực của một mình Han Kang. Nó là sự nỗ lực của cả một nền văn học và có cái sự hậu thuẫn của cả một quốc gia. Việt Nam của chúng ta có cái mong muốn vậy thì không một mình các nhà văn rất khó để có thể làm nên một cái câu chuyện gì đấy lớn hơn. Chúng ta có những tiềm năng đó, thế nhưng cái việc dịch thuật là một điều vô cùng quan trọng. Tôi cho là một trong chiến lược quan trọng nhất là chúng ta phải truyền tải được những cái bản Việt ngữ, những tác phẩm xuất sắc của chúng ta ra tiếng Anh tốt nhất và một cách truyền bá. Nhưng cái việc này thì ngay cái khát vọng của hội nhà văn là đúng, cái hướng đi của hội nhà văn là đúng, nhưng cái cơ sở vật chất để làm ra một hệ thống, một chiến lược dịch thuật, hội nhà văn không có khả năng. Cái này nó phải do nhà nước. Mặc dù hội nhà văn Việt Nam đã và đang rất nỗ lực để đưa tác phẩm văn học Việt Nam ra với thế giới, nhưng để Việt Nam có thể chiến thắng ở giải thưởng Nobel thì cần có một sự quan tâm đúng mức và một sự đột phá trong chiến lược văn hóa của quốc gia. Còn tại phiên thảo luận cải cách thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có cồn do Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế và Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức vào sáng nay thì có nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất tăng thuế của chính phủ. Tuy nhiên, một số chuyên gia thuế, nhà nghiên cứu chính sách và đại biểu Quốc hội cho rằng cần tính toán kỹ lại về lộ trình và mức tăng thuế. Vâng, như quý vị đã biết thì dự thảo thuế tiêu thụ đặc biệt đang đề xuất hai phương án tăng thuế đối với bia và rượu trên 20 độ. Phương án 1 thì tăng từ 65% hiện tại lên 70% vào năm 2026 và tăng đều 5% mỗi năm để có thể đạt 90% vào năm 2030. Và phương án thứ 2 thì tăng từ 65% hiện tại lên 80% từ năm 2026 và tăng đều 5% mỗi năm sau đó để đạt 100% vào năm 2030. Chia sẻ tại tọa đàm, tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo cho biết bà cùng một nhóm chuyên gia kinh tế đang xây dựng một báo cáo đánh giá tác động của tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia. Mỗi phương án tăng thuế được tính toán trong tổng thể 21 ngành kinh tế trong chuỗi giá trị của ngành rượu bia, từ đó tính được tác động đến tăng trưởng GDP và cả thu nhập của lực lượng lao động trong chuỗi này. Theo tính toán, hai phương án tăng thuế mà chính phủ đề xuất sẽ ngay lập tức tác động nhiều chiều đến cả chuỗi. Giá trị tăng thêm của nền kinh tế giảm 0,082%, tương đương với hơn 6.000 tỷ giá trị gia tăng. Và theo đó thì GDP của nền kinh tế là giảm 364 tỷ đồng trong năm đầu tiên. Đối với nguồn thu ngân sách từ thuế, khi doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, các cái hoạt động kéo theo thì đến bắt đầu chu kỳ sau, nguồn thu từ thuế gián thu lại giảm. Nhưng cái quan trọng hơn mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là tác động tới thu nhập của người lao động, gần 2.000 tỷ đồng thu nhập của người lao động.
trong nền kinh tế. Phân tích bối cảnh khó khăn của doanh nghiệp rượu bia, các chuyên gia thuế cho rằng phương án 2 tăng ngay 15% trong năm đầu tiên là quá mạnh và ngoài sức chịu đựng của doanh nghiệp, từ đó có thể gây ra các tác động ngược. Nếu chúng ta tăng quá nhanh và tăng sốc thì doanh nghiệp không kịp sắp xếp xuất kinh doanh và dẫn đến sẽ tác động cái tăng thuế là mình để là điều chỉnh tăng rồi tăng thu đảm bảo sức khỏe cộng đồng v.v. thì nó lại tác động ngược lại, bởi vì khi mà giá tăng mà tăng nhanh thì người ta sẽ không dùng cái rượu hợp pháp mà chuyển sang là rượu bất hợp pháp, mà đặc biệt rượu bất hợp pháp là nhiều độc hại, người ta dùng cồn công nghiệp và tất cả các vụ ngộ độc thì từ rượu bất hợp pháp. Một số quốc gia như Úc chẳng hạn thì là từ năm 2010 có điều chỉnh hàng năm, nhưng mà điều chỉnh đấy nó ở cái tỷ trọng nó rất là nhỏ và thông thường người ta dựa vào trên cái chỉ số giá tiêu dùng đấy, tức là ví dụ chỉ số giá tiêu dùng năm trước là khoảng bao nhiêu phần trăm chẳng hạn, thì năm nay là cái tỷ lệ tăng nó cũng tương ứng như vậy. Thì lúc đấy tâm lý người tiêu dùng người ta cũng chấp nhận được cái sự tăng đấy một cách gọi là dần đều, nó sẽ đảm bảo được cái mục tiêu là vẫn định hướng được cái hành vi người tiêu dùng. Còn đại biểu Hoàng Văn Cường nêu quan điểm có thể tăng thuế dứt điểm một lần, nhưng sau đó cần ngắt quãng vài năm để doanh nghiệp có thời gian chuyển đổi. Chẳng hạn chúng ta ban hành thuế năm 26 nhưng không áp dụng ngay. Phải có một thời gian lùi sẽ tăng 10% đấy, nhưng mà phải 2 năm nữa mới tăng 10% để người ta có một thời gian chuyển đổi. Tức là cái sốc đấy nó không sốc ngay lập tức, mà sốc đấy là có cảnh báo. Chứ còn nếu như mà tăng cứ đều để du ngủ ấy, tôi nghĩ rằng nó sẽ không có tác động trong cái chuyện là thay đổi hành vi của cái thuế tiêu thụ đặc biệt này. Dù còn quan điểm khác nhau về mức độ tăng thuế trong năm đầu, nhưng các đại biểu tham gia thảo luận đều nhất trí là chưa nên tăng thuế ngay năm 2026 trong bối cảnh doanh nghiệp đang nhiều khó khăn. Cùng với đó, cần tính toán kỹ lưỡng một lộ trình tăng thuế phù hợp, không quá đột ngột để người sản xuất có thể chuyển đổi kịp và người tiêu dùng có thể thích nghi dần, từ đó nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, khói bụi, tiếng ồn, nước bị ô nhiễm, nhà có nguy cơ sụt lún. Hàng trăm người dân tại xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên đang rất bất an trong chính ngôi nhà của mình vì khi đang phải sống cạnh mỏ khai thác than của công ty than Khánh Hòa. Đây là nội dung người dân phản ánh đến đường dây nóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam thời gian vừa qua. Xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Khói bụi, tiếng ồn. Gần 60 hộ dân hàng ngày vẫn phải sống trong sự bất an bởi ngay sau nhà là cả bãi than cao hàng trăm mét. Nhà tôi thì ở gần chân bãi thải, chỉ cách một đường bê tông. Còn khu vực sản xuất của mỏ thì chỉ vào khoảng độ 150 mét. Thế thôi mà ngày đêm thì bãi thải mỏ cứ đổ đá ao ao, tiếng đổ ao ao. Đi qua đường lên đổ bãi thải rất bụi và tiếng ồn. Thưa quý vị, bức tường này thì là ranh giới của các cái hộ dân tại xóm Nam Tiền. Và theo quan sát của tôi thì từ cái bức tường này đến vị trí của bãi thải kia khoảng cách chưa đầy khoảng 100 mét. Người dân hết sức lo lắng khi mà diễn biến thiên tai càng ngày càng phức tạp. Nguy cơ sạt lở có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Lộ thiên không được che chắn, không chống thấm. Con suối cạnh khu dân cư cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân nay cũng bị đóng váng, chuyển màu đen kịt và bốc mùi. Bây giờ cứ hễ mưa độ tiếng, 2 tiếng là ở đây ngấm lụt, úng lụt ở đây nó ngâm cho đến một ngày hoặc 2 ngày, 2 đêm. Nước nó nổi các cái loại váng ở đây thì tưới rau cũng không dám tưới. Người dân cho biết công ty than Khánh Hòa sản xuất 3 ca mỗi ngày. Nhiều xe chuyên dụng cỡ lớn chở đất đá liên tục ra vào đã ảnh hưởng lớn đến khu vực nhà ở. Thường xuyên xảy ra rung lắc, sụt lún, nhất là mỗi lần nổ mìn. Là đâm làm nứt hết nhà tôi đây, từ đây sang đến đây. Và vào góc này lên tầng, lên trên gian bên, chéo khu này lên khu này. Cách đây vào 2 năm thì nó chỉ là dạng cái chân chim. Nhưng hiện tại này có mỗi năm lại mỗi đợt mìn giật là nó lại nứt rộng ra thêm. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà thừa nhận có tình trạng ô nhiễm môi trường, bụi, nguồn nước, tiếng ồn, úng lụt cục bộ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng khó khăn trong việc xác định mức độ ảnh hưởng. Có nguy cơ, nhưng không thể khẳng định nó là an toàn hay không an toàn. Bởi vì, như bạn biết là an toàn hay không an toàn nó phải có căn cứ khoa học cụ thể, căn cứ vào các cái biện pháp tính toán kỹ thuật, chứ không phải là mình nhìn thấy kia mình bảo là không an toàn mà khẳng định cái điều đó. Trong khi chính quyền vẫn lúng túng trong việc xác định mức độ ảnh hưởng hoặc đang đi tìm những căn cứ khoa học rõ ràng hơn, thì những vết nứt trên những bức tường này ngày càng rộng ra khiến người dân càng thêm lo lắng. Tại sao người dân xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên dù trong hàng chục năm qua đã liên tục gửi đơn thư kiến nghị đi nhiều nơi nhưng vẫn phải sống chung với ô nhiễm, nguy cơ sạt lở? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong chương trình tiếp theo.